Thư của Phaolô gửi cho tín hữu tại Roma. Đoạn 11. Vậy tôi xin hỏi, Đức Chúa Trời có từ bỏ dân Ngài không? Chẳng hề như vậy. Vì chính tôi là người Israel, dòng dõi Abraham, thuộc bộ tộc Benjamin. Đức Chúa Trời không hề từ bỏ dân Ngài, là dân mà Ngài đã biết trước. Anh em có biết Kinh Thánh chép về chuyện Eli phàn nàn dân Israel trước mặt Đức Chúa Trời như thế nào không? Lạy Chúa, họ đã giết các nhà tiên tri Ngài, hủy phá bàn thờ Ngài, chỉ còn lại một mình con và họ cũng tìm giết con. Nhưng Đức Chúa Trời đáp lại ông thế nào? Ta đã để dành cho ta bảy nghìn người nam chẳng hề quỳ gối trước thần ba anh ngày nay cũng vậy có một phần còn sót lại được lựa chọn bởi ân điển nhưng nếu bởi ân điển thì không cần đến việc làm nữa nếu không ân điển không còn là ân điển vậy thì sao dân israel đã không đạt được điều mình tìm kiếm những người được chọn thì đã đạt được nhưng số còn lại thì trở nên cứng lòng như có lời chép rằng đức chúa trời đã cho họ một tâm linh mê muội mắt mù, tai điếc cho đến ngày nay. David còn nói, mong cho bàn tiệc của họ trở thành cạm bẫy và lưới bủa, đá vấp chân và sự báo ứng cho họ. Ước gì mắt họ bị mù để không còn thấy được và lưng họ cứ mãi cong khom. Vậy tôi xin hỏi, có phải dân Israel đã vấp chân đến nỗi phải ngã nhào không? Chẳng hề như vậy nhưng do sự phạm tội của họ mà sự cứu rỗi đã đến với dân ngoại để khiến họ ganh đua nếu sự phạm tội của họ đã làm giàu cho thế gian và nếu sự thất bại của họ đã làm giàu cho dân ngoại thì sự sung mãn của họ sẽ càng làm giàu hơn biết chừng nào tôi nói với anh em là các dân ngoại bao lâu tôi còn làm sứ đồ cho dân ngoại tôi sẽ còn làm rạng rỡ chức vụ mình để khơi dậy lòng ganh đua của đồng bào tôi và cứu được một số người trong họ. Vì nếu việc họ bị loại bỏ đã đem lại sự hòa giải cho cả thế gian, thì việc họ được tiếp nhận chẳng phải là sự sống đến từ cõi chết sao? Nếu phần bột đầu tiên được dân là thánh, thì cả đống bột cũng thánh. Nếu rễ là thánh thì các cành cũng thánh. Nhưng nếu có một vài cành bị cắt đi và bạn vốn là cây ô liu hoang được ghép vào chỗ các cành ấy để được chia sẻ nhựa sống từ rễ cây ô liu thì đừng có kiêu hãnh với các cành đó. Nếu bạn kiêu hãnh thì hãy nhớ rằng không phải bạn chịu đựng cái rễ nhưng là cái rễ chịu đựng bạn. Bạn sẽ nói các cành đã bị cắt đi để ta được ghép vào đúng vậy các cành đó đã bị cắt đi vì lòng vô tín của chúng còn bạn chỉ đứng vững được nhờ đức tin đừng kiêu ngạo nhưng hãy sợ hãi vì nếu đức chúa trời đã không tiếc các cành tự nhiên thì ngài cũng chẳng tiếc bạn đâu vậy hãy nhìn biết sự nhân từ và sự nghiêm khắc của đức chúa trời nghiêm khắc đối với những ai đã ngã nhưng nhân từ đối với bạn, miễn là bạn tiếp tục giữ mình trong sự nhân từ của Ngài. Nếu không, bạn cũng sẽ bị cắt bỏ. Còn với người do thái, nếu họ không miệt mài trong sự vô tín thì cũng sẽ được ghép vào, vì Đức Chúa Trời có quyền ghép họ lại. Vì nếu tự bản chất bạn vốn là cây ô liu hoang mà được cắt và ghép vào cây ô liu tốt trái với tự nhiên. Huống chi họ vốn là những cành tự nhiên lại đáng được ghép vào chính cây ô liu của mình càng hơn. Thưa anh em, tôi muốn anh em hiểu sự mầu nhiệm này để anh em không tự cho mình là khôn ngoan. Đó là một phần dân Israel cứ cứng lòng cho đến khi số dân ngoại gia nhập đầy đủ. Như vậy, cả dân Israel sẽ được cứu như có lời chép đấng giải cứu sẽ đến từ si ôn cất bỏ sự vô đạo khỏi nhà gia cốp và đây là giao ước ta lập với họ khi ta xóa bỏ tội lỗi họ theo tin lành họ là kẻ thù của đức chúa trời điều đó có lợi cho anh em nhưng theo sự lựa chọn họ được yêu thương nhờ các tổ phụ mình vì các sự ban cho và sự kêu gọi của đức chúa trời chẳng bao giờ thay đổi như anh em trước kia không vân phục đức chúa trời mà bây giờ được thương xót nhờ sự không vân phục của họ thì cũng vậy bây giờ họ đã không vân phục để nhờ sự thương xót tỏ ra cho anh em họ cũng được thương xót vì đức chúa trời đã nhốt mọi người trong chỗ không vân phục để thương xót mọi người ôi sự giàu có khôn ngoan và hiểu biết của đức chúa trời thật sâu nhịp biết bao sự phán xét của ngài làm sao biết được đường lối ngài làm sao hiểu được vì ai biết được ý tưởng chúa ai làm cố vấn cho ngài hoặc ai đã cho chúa trước để được ngài trả lại vì muôn vật đều từ ngài bởi ngài và hướng về ngài vinh quang thuộc về ngài đời đời vô cùng amen Chương 22. Luật về tội trộm cắp. Nếu ai bắt trộm một con bò hay một con chiên rồi giết hoặc bán đi thì phải đền gấp 5 lần cho mỗi con bò và gấp 4 lần cho mỗi con chiên. Nếu kẻ trộm bị bắt quả tang đang lúc cậy cửa và bị đánh chết thì kẻ đánh chết không mắc tội làm đổ máu, nhưng nếu việc xảy ra sau khi mặt trời mọc thì kẻ đánh chết người sẽ mắc tội làm đổ máu. Kẻ trộm phải bồi thường nếu kẻ trộm không có gì để bồi thường thì sẽ bị bán vì tội trộm cắp. Nếu tìm thấy trong tay kẻ trộm vật mà nó đã lấy hoặc bò, lừa hay chiên còn sống thì kẻ trộm đó phải bồi thường gấp đôi. Luật về sự hư hại Nếu ai gây hư hại cho ruộng hay vườn nho hoặc thả súc vật mình vào cắn phá ruộng người khác thì người ấy phải lấy hoa lợi tốt nhất của ruộng hay là vườn nho mình mà bồi thường. Nếu lửa bùng phát và bắt sang bụi gai rồi thiêu hủy các bó lúa, lúa chưa gặt hay là đồng ruộng thì kẻ gây hỏa hoạn đó phải bồi thường toàn bộ mọi vật đã bị cháy. Luật về tội gian trá. Khi ai giao tiền bạc hay đồ vật cho người lân cận mình giữ, chẳng may bị mất trộm trong nhà người đó, nếu tên trộm bị bắt thì nó phải đền gấp đôi còn nếu tên trộm không bị bắt thì chủ nhà sẽ bị đem đến trước mặt đức chúa trời để xác định là mình có lấy tài vật của người lân cận mình hay không trong mọi việc tranh tụng liên quan đến tài sản hoặc bò lừa chiên áo sống hay bất cứ vật gì bị mất mà có người nói vật này là của tôi thì cả hai bên phải đến trước mặt đức chúa trời bên nào bị kết án sẽ phải bồi thường gấp đôi cho người lân cận mình nếu người nào giao lừa, bò, chiên hoặc xúc vật nào khác cho người lân cận mình giữ và nó bị chết, bị thương hay bị bắt mất mà không ai thấy thì hai bên phải nhân danh Đức Giê-hô-va mà thề để xác định rằng người giữ xúc vật không hề lấy tài vật của người lân cận mình. Người chủ phải chấp nhận lời thề và người kia không phải bồi thường gì hết. Nhưng nếu con vật bị người đó bắt trộm thì phải bồi thường cho chủ nó nếu con vật bị thú rừng xé ra từng mảnh người giữ con vật đưa ra được bằng chứng thì sẽ không phải bồi thường con vật bị xé đó nếu ai mượn người lân cận mình một con vật rồi nó bị thương hay bị chết trong lúc chủ không có mặt thì người đó phải bồi thường nhưng nếu chủ có mặt tại đó thì không phải bồi thường nếu con vật đã cho thuê thì giá thuê thế cho tiền bồi thường luật về phong tục và tôn giáo. Khi một người dụ dỗ một trinh nữ chưa đính hôn và nằm với nàng thì kẻ đó phải nộp xính lễ và cưới nàng làm vợ. Nếu cha nàng cương quyết không gả thì kẻ đó phải nộp một số tiền tương đương với xính lễ dành cho các trinh nữ. Không được tha mạng cho các mụ phù thủy. Kẻ nào nằm với một con vật sẽ bị tử hình. Kẻ nào dâng sinh tế cho các thần khác ngoài Đức Giê-hô-va sẽ bị tận diệt con chớ nên bạc đãi hay áp bức người tha hương vì các con đã từng là kẻ tha hương trên đất Ai Cập. Các con chớ ước hiếp bất cứ một bà quá hay một trẻ mồ côi nào. Nếu cứ ước hiếp họ và họ kêu van ta, ta chắc chắn sẽ nghe tiếng kêu của họ. Cơn giận của ta sẽ bừng lên, ta sẽ dùng gươm giết các con. Vợ các con sẽ trở nên quá bụa và con các con sẽ mồ côi nếu con cho bất cứ ai trong dân ta là những người nghèo khó ở giữa con mượn tiền thì đừng đối xử với họ như chủ nợ và cũng đừng bắt họ chịu lời nếu con giữ áo choàng của người lân cận mình làm vật thế chấp thì phải trả cho họ trước khi mặt trời lặn vì đó là tấm đắp duy nhất của họ là chiếc áo khoác che thân lấy đi người ấy lấy gì mà ngủ nếu nó kêu van với ta thì ta sẽ lắng nghe vì ta là đấng nhân tử con không được phạm thượng với Đức Chúa Trời, cũng đừng rủa xả người lãnh đạo dân tộc mình. Con đừng chậm trễ trong việc dâng hiến những sản phẩm đầu mùa và rượu của con. Con cũng phải dâng cho ta các con trai đầu lòng của con. Con cũng phải làm như thế với chiên và bò của con. Hãy để con đầu lòng ở với mẹ nó trong 7 ngày. Đến ngày thứ 8, con hãy dâng nó cho ta. Các con là người thánh của ta. Vì vậy, không được ăn thịt của con vật bị thú rừng cắn xé ở ngoài đồng. Hãy ném nó cho chó ăn. Thi Thiên 119 Con yêu mến luật pháp Chúa biết bao, chọn ngày con suy ngẫm luật pháp ấy. Các điều dân Chúa làm cho con khôn ngoan hơn kẻ thù con, vì các điều dân ấy ở cùng con luôn luôn. Con thấu hiểu hơn tất cả những người dạy con vì con suy ngẫm các chính ước Chúa. Con thông hiểu hơn các bậc lão thành vì con tuân giữ kỷ cương của Chúa. Con giữ chân con tránh mọi đường tà để con tuân theo lời của Chúa. Con không xây bỏ các phán quyết Chúa vì Chúa đã dạy dỗ con. Lời Chúa ngọt họng con dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng con nhờ kỷ cương Chúa con được thông sáng. Vì vậy, con ghét mọi đường giả dối. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con. Con đã thề và cam kết rằng con sẽ giữ các phán quyết công chính của Chúa. Đức Giê-hô-va ôi, con bị khốn khổ tột cùng. Xin làm cho con được sống nhờ lời của Ngài lạy Đức Giê-hô-va xin chấp nhận tế lễ tự nguyện bằng lời ca ngợi của con và dạy dỗ con các phán quyết của Ngài. Mạng sống con luôn đối diện với hiểm nguy, nhưng con không quên luật pháp Chúa. Kẻ ác gài bẫy hại con, nhưng con không lìa bỏ kỷ cương Chúa. Chứng ước Chúa là cơ nghiệp đời đời của con, vì chứng ước ấy là niềm vui của lòng con. Con chuyên tâm làm theo luật lệ Chúa mãi mãi và cho đến cuối cùng. Con ghét những kẻ hai lòng, nhưng yêu mến luật pháp của Chúa. Chúa là nơi ẩn náu và kích khiên của con. Con hy vọng nơi lời Chúa. Này, kẻ la mát, hãy lìa khỏi ta, để ta tuân giữ điều răn của Đức Chúa Trời. Xin Chúa nâng đỡ con theo lời Chúa hứa để con được sống xin đừng để con bị hổ thẹn khi con đặt hy vọng nơi ngài xin nâng đỡ con và ban bình an cho con để con luôn chú tâm về các luật lệ chúa chúa từ chối những kẻ đi sai lạc luật lệ chúa vì thói lừa dối của chúng chỉ vô ích mà thôi chúa loại bỏ kẻ ác khỏi thế gian như cặn bã vì thế con yêu mến các chứng ước của chúa da thịt con dờn ốc vì sợ hãi chúa cũng run sợ trước sự phán xét của Ngài. Con đã làm điều ngay thẳng và công chính. Xin đừng phó con cho kẻ áp bức con. Xin Chúa bảo đảm hạnh phúc cho đầy tớ Ngài. Xin đừng để kẻ kiêu ngạo áp bức con. Mắt con mòn mỏi trong đợi sự cứu rỗi và lời công chính của Chúa. Xin đãi đẩy tới Chúa theo lòng nhân từ Ngài và dạy con các luật lệ Ngài con là đầy tớ Chúa, xin ban cho con sự thông sáng để con thông hiểu các chứng ước của Ngài. Thời điểm mà Đức giê phải hành động đã đến vì loài người đã phá bỏ luật pháp Ngài. Con yêu mến điều răn Chúa hơn vàng, thậm chí hơn cả vàng ròng Thật vậy, con nhận biết tất cả kỳ cương của Chúa về muôn vật là đúng và con ghét mọi đường lối giả dối chứng ước chúa thật diệu kỳ cho nên lòng con giữ lấy sự giảng giải lời chúa đem lại ánh sáng ban sự thông hiểu cho người thật thà con mở miệng và khát khao vì mong ước điều răn của chúa xin chúa đoái trông và thương xót con như ngài vẫn thường làm đối với những người yêu mến danh chúa xin gìn giữ chân con vững bước trong lời chúa đừng để điều ác cai trị con xin cứu con khỏi sự áp bức của loài người, để con vâng giữ các kỷ cương Chúa. Xin khiến mặt Chúa soi sáng trên đầy tớ Chúa và dạy con các luật lệ ngài. Nước mắt con tuôn ra như suối vì người ta không vâng giữ luật pháp Chúa. Châm ngôn Chương 1 Lời mở đầu Mục đích và chủ đề trong ngôn của Salomon, con trai David, vua Israel. Để học biết sự khôn ngoan và lời khuyên dạy, để hiểu rõ những lời thông sáng, để nhận lãnh lời khuyên dạy sáng suốt, để sống ngay thẳng, công minh và chính trực, giúp cho người đơn sơ trở nên khôn khéo, người trẻ tuổi thêm tri thức và thận trọng, người khôn ngoan sẽ nghe và tăng thêm kiến thức, người hiểu biết sẽ tìm được lời hướng dẫn. Để hiểu biết châm ngôn, ẩn dụ, lời nói của người khôn ngoan và câu đố bí ẩn của họ. Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu tri thức, còn kẻ ngu muội xem thường sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Hỡi con ta, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, đừng từ bỏ khuôn phép của mẹ con vì những lời ấy sẽ như một vòng hoa xinh đẹp trên đầu con như dây chuyền trang sức cho cổ của con khuyên tránh bọn gian ác hỡi con ta nếu bọn người tội lỗi quyến rũ con đừng nghe theo nếu chúng nói hãy đến với chúng tôi để mai phục làm đổ máu người rình rập để vô cớ làm hại người vô tội chúng ta sẽ nuốt sống chúng như âm phủ và nuốt nguyên vẹn như những kẻ đi xuống mồ mả chúng ta sẽ được các thứ của báu nhà chúng ta sẽ đầy của cướp chúng ta hãy bắt thăm chia phần với nhau tất cả chúng ta sẽ có chung một túi bạc hỡi con ta đừng đi theo con đường của chúng hãy giữ chân con khỏi lối đi của chúng vì chúng nhanh chân chạy đến điều ác vội vàng làm đổ máu người thật là luống công khi răng lưới trước mặt các loài chim nhưng chúng mai phục để làm đổ máu chính mình rình dập hại mạng sống mình đó là số phận của những kẻ tham lợi bất nghĩa lợi ấy cướp đi mạng sống của kẻ được nó tiếng gọi của sự khôn ngoan sự khôn ngoan kêu lớn tiếng ngoài đường phố cất tiếng vang dội nơi quảng trường sự khôn ngoan kêu la ồn ào ở đầu đường, phát biểu nơi lối vào cổng thành, rằng Hỡi kẻ khờ dại, các ngươi yêu mến sự khờ dại cho đến bao giờ? Kẻ nhạo báng sẽ ưa sự nhạo báng và kẻ ngu dại sẽ ghét tri thức cho đến chừng nào? Hãy trở lại nghe lời ta sửa dạy. Này, ta sẽ đổ thần linh ta trên các ngươi khiến các ngươi hiểu biết lời ta dạy. Vì ta kêu gọi mà các ngươi không chịu lắng nghe. Ta giơ tay ra lại chẳng có ai quan tâm. Nhưng các ngươi đã bỏ hết lời ta khuyên dạy, không chịu nhận lời của trách của ta, nên ta sẽ cười lúc các ngươi gặp tai ương và chế giễu khi các ngươi kinh hãi. Khi nỗi kinh hoàng xảy đến tình lình như gió bão, tai ương ập đến như bão tố cuồng phong và sự ngặt nghèo cùng khốn dáng trên các ngươi. Bây giờ, chúng sẽ kêu cầu ta, nhưng ta không đáp lời. Sáng sớm chúng sẽ tìm ta, nhưng không gặp được. Chính vì chúng ghét tri thức, không chọn sự kính sợ Đức Giê-hô-va, cũng không muốn theo sự khuyên dạy ta và chê bai các lời ta của trách. Vì vậy, chúng phải gánh hậu quả việc mình làm và chuốc lấy mọi điều mình toan tính vì sự bội nghịch của kẻ ngu dốt sẽ giết chúng và sự yên ổn của kẻ dại dột sẽ làm hại chúng nhưng ai chịu nghe ta hẳn sẽ sống an lành sẽ được an toàn không sợ tai họa nào